Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh sắp cùng nhau đóng vai phụ làm nền cho Tôn Lệ. Mặc dù viễn cảnh Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch kết hợp trong cùng một tác phẩm nghe có vẻ phi lý, thế nhưng có khá nhiều người yêu phim Hoa ngữ mong ngóng điều này thành sự thật. Có nhiều thông tin cho rằng bộ phim chiến tranh cổ trang nữ doanh nhân sẽ được quay với Tôn Lệ đóng vai chính, còn Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh sẽ đóng vai phụ. Kể từ khi Tôn Lệ ra mắt, hầu như tất cả các bộ phim truyền hình có sự tham gia của cô đều đạt được thành tích cao về tỷ lệ người xem. Gần đây, thông tin Tôn Lệ đóng phim truyền hình mới lan truyền trên mạng, thu hút đông đảo cư dân mạng theo dõi. Được biết, bộ phim truyền hình mới mà Tôn Lệ tiếp xúc là bản chuyển thể từ tiểu thuyết chiến tranh thương nhân cổ trang tên là Nữ Thương Nhân. Bộ phim kể câu chuyện về một nữ doanh nhân vào cuối triều đại nhà Thanh, người đã bắt đầu từ hai bàn tay trắng và phát triển ngành công nghiệp quốc gia của Trung Quốc. Phong trào Tây hóa nổ ra vào cuối triều đại nhà Thanh với tình hình rất hỗn loạn. Mặc dù là phụ nữ nhưng cô biết rất rõ rằng mọi người đều phải chịu trách nhiệm cho sự thăng trầm của một quốc gia. Vì vậy cô đã chung tay với những người cộng sự để đạt được sự nghiệp của riêng mình. Tôn Lệ trước đó đã tham gia bộ phim truyền hình cùng chủ đề nữ doanh nhân, trong đó cô đóng vai nữ doanh nhân thành đạt Chu Ánh. Vai diễn Chu Ánh cũng có nguyên mẫu trong lịch sử. Danh tiếng của phim rất tốt, hiệu ứng cặp đôi của Tôn Lệ và Trần Hiểu để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Một số vai phụ trong bộ phim cũng rất xuất sắc. Tôn Lệ một nữ diễn viên rất tài năng, điều đáng ngưỡng mộ hơn nữa là nữ diễn viên không chỉ có khả năng diễn xuất bẩm sinh vượt trội mà còn rất chăm chỉ với nghề, tích cực trau dồi kỹ năng diễn xuất và nhận được nhiều lời khen của người trong ngành. Đáng chú ý, hai minh tinh là Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh cũng được cho là sẽ góp mặt trong phim mới của Tôn Lệ, nhưng nhân vật họ đảm nhiệm chỉ là vai phụ. Tuy Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh không cần so kè với địa vị và thành tích, đều là những ngôi sao hàng đầu, nhưng đóng vai phụ khi một diễn viên đẳng cấp như Tôn Lệ làm nữ chính thì cũng không có gì ngạc nhiên. Gần đây có rất nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng của Dương Mịch được phát sóng. Một bộ phim y khoa Cảm ơn bác sĩ được phát sóng trên CCTV có tỷ suất người xem cao. Xét về rating và độ nổi tiếng, Dương Mịch vẫn ngồi vững ngôi vị nữ hoàng rating, nhưng nhiều khán giả cho rằng thể loại phim được diễn viên đóng vẫn thuộc dòng phim thần tượng, không phải chính kịch nên không quá đòi hỏi về kỹ năng diễn xuất. Còn về Triệu Lệ Dĩnh, sau nhiều năm nỗ lực để khẳng định bản thân thì bộ phim Gió Thổi Bán Hạ, Gây Bão Thời Gian vừa qua đã chứng minh cho tất cả. Ở Gió Thổi Bán Hạ, khán giả đã nhìn thấy được sự gai góc mạnh mẽ của một người phụ nữ trong thời cuộc rối ren, cũng thấy được sự dám dấn thân hy sinh về diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh. Trang The Paper đánh giá, khung cảnh thập niên 1990 hiện lên gần gũi, chân thật, trang phục của diễn viên phù hợp. Với nữ chính, đoàn phim chuẩn bị 300 bộ đồ, sau đó chọn ra khoảng 120 bộ sử dụng trong tác phẩm. Trong đó, nhiều bộ được may ở thập niên 1990, do ekip mua lại từ người sưu tầm. Sau khi lên sóng, bộ phim cũng nhận về vô số lời khen và tỷ suất rating ấn tượng. Ban đầu, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đều là nữ hoàng rating truyền hình. Thành tích trong lĩnh vực cổ trang có thể so sánh ngang ngửa, nhưng những năm gần đây, Triệu Lệ Dĩnh đã dần chuyển đổi sang chính kịch và nhận được đánh giá cao. Nếu bộ ba Minh Tinh, Tôn Lệ, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh tam kiếm hợp bích sẽ hứa hẹn tạo nên một tác phẩm thực sự đáng xem và thu hút được nhiều người hâm mộ.